cảm giác hơi thở. Cảm giác cơ thể. Cảm giác toàn thân. Cảm giác sự an tịnh của thân tâm. Và sự an tịnh của không gian nơi này. Cảm giác sự an tịnh của không gian này và trời đất này. Cảm giác sự an tịnh, sự lắng dịu và sự dễ chịu của thân tâm. Trạng thái tâm dễ chịu và rộng lớn. Lắng dịu và an tịnh. Trước bữa ăn này, xem lại cảm thọ cổ họng của mình. Cảm giác cổ họng. Xem tâm mình có khởi dục và ái trước món ăn này hay không. Trước món ăn này, mình có chảy nước miếng không? Trong chảy nước miếng này, mình có thèm khát không? Có thích muốn không? Hay trong sự chảy nước miếng này, chỉ đơn thuần là do duyên mắt, sắc, thức tạo thành nhãn xúc và sanh ra nước miếng. Nhưng ái không có mặt, dục không có mặt trong sự chảy nước miếng này. Như vậy chúng ta cần xem xét lại khi ngồi trước bữa ăn, xem mình có bị dục ái sanh khởi hay không, có thèm khát, có ham thích hay không và có chảy nước miếng hay không. Và khi chảy nước miếng thì chỉ đơn thuần là chảy nước miếng hay là trong đó có yêu thích, có thúc giục ở trong đó.
xem lại ý hành có khởi lên, có nói năng gì về món ăn này hay không. Xem lại tưởng có mường tượng, có hình dung đến một món ăn nào khác không. Và xem lại cảm thọ đang như thế nào trước món ăn này. Dục và ái có mặt hay không trong cảm thọ này. Và ghi nhớ trong khi ăn, chúng ta cần luôn quán sát về thân tâm của mình trong khi ăn, về cách chúng ta nhai. Chúng ta có kiểm soát, có kiềm chế được cái nhai của mình hay không, có làm chủ được cái nhai của mình hay không. Mình có nhai dội dã, nhai vì lòng dục thúc đẩy hay không. Mình có rõ biết sự nhai của mình hay không. Khi cơm còn trong họng, mình có vội vã quơ vào để lấy một muỗng cơm mới đưa vào hay không. Hay là mình nhai hết muỗng cơm trong miệng rồi sau đó mới đưa một muỗng cơm khác vào. Mình có để ý đến hành vi cử chỉ của mình trong khi ăn hay không? Hành động múc đồ ăn, động tác múc đồ ăn. Mình có kiểm soát được thân hành của mình trong khi ăn hay không? Chúng ta cần kiểm soát thân và tâm của mình trong khi ăn. Giữ trạng thái tâm thanh tịnh, trong sáng và rộng mở trong khi ăn. Sau bữa ăn, chúng ta sẽ nói lời tỳ hỷ tán thán công đức. Cầu mời chúng ta cùng ăn.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Bác Diệu Xuân, chị Mỹ Vân và những vị đã hoan hỷ chuẩn bị sắp xếp cho chúng con những bữa ăn trong 7 ngày tu tập vừa qua. Với công đức mà Bác Diệu Xuân, chị Mỹ Vân và các vị đã thực hiện trong 7 ngày vừa qua, nguyện rằng với công đức này các vị sẽ nhận được những nhân quả tương xứng với thân hành, khẩu hành, ý hành mà mình đã thực hiện. Mong quý vị với phước báo lành này sẽ gặp được những thượng duyên tốt lành trong sự tu tập, đi đến sự thoát ly ra khỏi biển sanh tử trầm luân trong đau khổ này. Phước báo của sự chia sẻ pháp, học pháp và thực hành pháp trong 7 ngày vừa qua, chúng con xin chân thành hồi hướng chia sẻ đến cho tất cả chư vị hữu tình nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này và chư vị hữu tình trong trời đất rộng lớn vô biên này, trong đó có ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc hiện tiền của chúng con, người thân đã mất, người thân quá khứ, chư vị ở đây và tất cả hữu tình. Mong tất cả đều được tâm hiền thương và sự hồi hướng chia sẻ phước báo của việc nghe pháp, học pháp và hành pháp của chúng con trong những ngày qua, mà được phước báo này thấm nhuần, được nhiều an lạc, nhiều an vui, tâm thanh tịnh, trí tuệ khai mở. Thấy biết rằng cuộc sống này là vô thường, thân năm uẩn này là vô thường, tâm nhàm chán đối với năm uẩn này, từ bỏ hết những tham đắm chấp chứa đối với năm uẩn này để thể nhập vào sự an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết, chân thành, cầu nguyện cho tất cả được thân tâm thanh tịnh, trong sạch và giải thoát.